Chiều ngày 8 tháng 11, Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội nghị công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn y dược tư nhân quận. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ban thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, thầy thuốc ưu tú Phạm Cao Lầu, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế quận, lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc quận. Theo quyết định số 101/QĐ LĐLĐ ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Liên đoàn Lao động quận, kết nạp 24 nhân viên y, dược tư nhân thuộc quận Kiến An vào Công đoàn Việt Nam, thành lập nghiệp đoàn y, dược tư nhân quận trực thuộc Liên đoàn Lao động quận. Ban chấp hành lâm thời nghiệp đoàn y, dược tư nhân quận được chỉ định gồm 3 ủy viên, trong đó ông Vũ Quý Tôn làm chủ tịch, ông Phạm Trung Hậu, phó chủ tịch làm công tác kiểm tra lâm thời. Nghiệp đoàn y, dược tư nhân quận tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí bùi thị ngọc phó chủ tịch thường trực liên đoàn lao động thành phố đề nghị nghiệp đoàn y dược tư nhân xây dựng quy chế hoạt động sớm tổ chức đại hội lần thứ nhất nghiệp đoàn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trách nhiệm khi tham gia vào tổ chức công đoàn đồng chí cũng đề nghị liên đoàn lao động quận hướng dẫn tạo điều kiện để nghiệp đoàn y dược tư nhân quận tham gia vào nhiều hoạt động do công đoàn quận tổ chức